Hello, Tám Hồng xin kính chào cả nhà đang theo dõi kênh YouTube của Tám Hồng nha. Bữa nay Hồng cũng không có quay gì đặc biệt đâu cả nhà ơi. Bữa nay Hồng chỉ quay đơn giản là vì cuộc sống hàng ngày với lại gia đình của Hồng một chút xíu thôi. Đây, ở nhà cuộc sống của mình mỗi ngày nè, cả nhà thấy không? Mình chỉ trồng rau, rau sống. Cái này rau thơm cả nhà, rau thơm chút định rồi mấy cây ăn trái nè. Rồi con hoa này kia nở thôi nè. Một chút xíu nữa mời cả nhà đi một vòng xung quanh tấm ba nhà cùng với Hồng luôn. Giờ Hồng đang làm clip này chút xíu mình tưới nước cả nhà. Đừng cho mình tưới nước tưới con thuyền nó chạy ra ngoài. Nên mình làm mình tắt lại vậy nè cả nhà. Một chút xíu cả nhà đi theo dõi tấm ba nhà với Hồng một ấy luôn. Thêm ba một vòng luôn nha cả nhà. Mình thì ở nhà thì mình làm công việc lặt chặt trồng trọt này kia chút đỉnh bông hoa rồi. Bây giờ đi theo dõi cùng với mình luôn. Đây cả nhà, đây là bông vàng thọ này mình mới trồng hôm qua cả nhà. Đây đấy, nhà thấy không? Đi theo cùng với mình luôn. Đấy, nhà mình thì cũng không có gì. Đây, bạn thấy không? Bông này, đây mình hồng trồng hàng bông luôn. Đây, cây ăn trái là cây xoài. Cây xoài nhà mình đấy cả nhà. Đấy. Đó. Cây xoài á. Xoài nhà mình nha cả nhà. Nè. Đây, chút xíu đó. Đây là cây ăn trái nhà mình, đây mình trồng ba. Đây. Mình đây, giờ cả nhà đi vô thăm ba nhà của Hồng luôn. Hồng cũng không giấu gì nhiều. Đây cả nhà. Đây là nhà của Hồng nè. Đấy. Giờ mình sẽ vô trong nhà coi mẹ có gì khác lạ không. Mình sẽ bay. Đây là trong nhà của mình, đây là nhà trong nhà đó cả nhà. Đây mẹ mình ngủ, đây cũng không có gì nhà. Đây là bàn thờ mẹ mình thờ Phật đấy các bạn đó, không có gì hết các bạn thấy không? Nhà mình rất là đơn sơ đấy cả nhà. Đây và bên này luôn, và bên này thì nhà mình thờ rất là nhiều ông bà cha mẹ luôn, ông bà với lại ba mình với anh trai mình. Đây bây giờ gia đình ông bà ngoại mình, đây là ông bà cố mình, còn bên này thì là ông bà nội của mình đó, mẹ mình thờ đó các bạn. Còn đây là cho cốt của ba mình với anh trai mình thứ bảy. Đây là ba mình, đây là anh trai mình thứ bảy đấy cả nhà. Đây là chú bác hai mình đấy bạn. Ba mình thì mất hồi lúc mình còn nhỏ cả nhà ơi, còn anh trai mình thì mất cũng mười mấy năm rồi. Mẹ mình thì bây giờ mẹ mình sống mẹ đơn thân đó cả nhà. Đây là nhà mình thì không có gì ha. Giờ mình sẽ đi ra ngoài, mình sẽ gặp mẹ mình coi mẹ mình đang làm gì. Đi kiếm mẹ chút xíu, đi kiếm mẹ mình chút xíu nha. Đây đây cả nhà, đây mình trồng rau thơm ngay này kia mẹ. Đây này rau thơm, này rau thơm rau các bạn. Đây mẹ của mình nè, làm gì vậy mẹ? Mẹ chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Mẹ đang làm gì vậy? Nhổ cỏ. Nhổ cỏ thì sao, ngồi xuống nhổ trời. Đây cả nhà, đây mình ngồi đây sáng. Tại vì Hồng trồng rau ở nhà thì Hồng cũng không có đi làm gì được cả nhà ơi. Vì mẹ mình cũng già rồi, mẹ mình cũng già rồi, 70 mấy tuổi rồi, nên Hồng ở nhà thì không đi làm được, không dám đi làm xa. Tại vì người lớn tuổi đó các bạn, người lớn tuổi không đi làm xa được. Lớn tuổi ở nhà một mình thì sợ bệnh đau đồ không có ai chăm sóc á, nên mình cũng muốn đi làm lắm. Mà đi đi xa bỏ mẹ thì không được,
nên ở nhà mình làm giặt giặt mình trồng rau này kia nọ chút xíu chút đỉnh, rồi trồng bông hoa này kia, rồi mình rảnh thì mình quay YouTube chia sẻ cho cả nhà xem luôn. Đây mẹ mình thì nhà mình thì không phải có một mình đâu nha cả nhà, nhà mình thì rất là đông anh em luôn, mẹ mình nuôi tới 8 anh em đó cả nhà, 8 anh em, nhưng mà giờ có gia đình hết rồi, đi mặn ăn xa hết rồi. Mình không dám nói nhiều, nói nhiều sợ mẹ mình khóc. Thì người lớn tuổi đó các bạn, tuổi thọ càng ngày càng giảm đi á mọi người, nên nhiều lúc mình cũng rất buồn, buồn lắm cả nhà, buồn tại vì mấy anh em mình thì ai cũng lo gắng bằng ăn, không có dành thời gian gì nhiều để về thăm mẹ. Mình thì mình cũng không có gì khá giả cả nhà ơi, mình làm bao nhiêu thì mình lo đủ cho mẹ mỗi ngày nên mình không có dư. Còn các bạn thì có nhiều, dư nhiều thì các bạn đi làm từ thiện này kia nọ, còn Hồng thì Hồng không có nhiều tiền, tại vì Hồng làm được bao nhiêu thì Hồng lo cho gia đình, lo cho mẹ, xây sở gia đình. Đó vậy. Thì video của Hồng thì Hồng cũng biết, video mình thì mình làm chưa có nổi bật gì mấy, tại vì video mình làm chưa nổi bật, nhưng mà mình làm rất là thật, thật thà đấy cả nhà. Mình không có đăng tin gì bậy bạ, mình cũng không có quay gì bậy bạ đăng lên, tin gì, tin nào tin thật thà mình mới quay đăng lên đó cả nhà. Mình chỉ bữa nay mình cũng quay video gì cuộc sống hàng ngày của Hồng, với lại quay gì hoàn cảnh cuộc sống của mình hàng ngày. Mình ở với mẹ thì mình cũng trồng trọt gì chút đỉnh, thì cái này thì mình nói chung là mình nói mình trồng mình ăn thôi, nhưng mẹ mình thấy nhiều quá mẹ mình cũng cắt cho người ta đó cả nhà, cắt để cũng có một mớ tiền chút đỉnh đem đi chùa này kia nọ. Thì mình chỉ nói như vậy thôi, mình chỉ cảm thấy mình rất là buồn thôi. Buồn gì gì, bây giờ ai cũng vậy hết, con cháu ai cũng vậy hết, đi làm xa hay là đi mặn xa, mẹ mình nuôi mình, nuôi mấy anh em mình trưởng thành hết rồi, có gia đình riêng hết rồi, nhưng mà mình cũng phải dành một chút thời gian để về thăm mẹ, hoặc là mình làm một cái gì đó cho mẹ được vui. Các bạn cũng biết rồi đó, người lớn tuổi mà mình đâu biết được, không biết sống với mình còn được bao lâu nữa, nên giờ Hồng cũng gán mà lo cho mẹ. Đây, bữa nay Hồng quay video này chỉ nói về cuộc sống hàng ngày của Hồng và gia đình của Hồng một xíu. Mình thì bây giờ mình kết thúc video tại đây, nhưng các bạn nhớ ủng hộ kênh và đăng ký là cho Hồng một like. Và Hồng chúc mọi người dồi dào sức khỏe. Đây, hai mẹ con chào tạm biệt cả nhà. Mẹ, chào tạm biệt đi. Chào tạm biệt nha mọi người. Cả nhà nhớ cho mình một like và một đăng ký, một chia sẻ nhé. Bye bye cả nhà. Đây, mình xây xuống bên nhà cơ mà. Trái quá trời nè. Nhà mình có mấy cây ớt mà trái quá trời trái luôn. Tự nhiên luôn. Cái này rất là ngon, ăn vô nó thơm lắm luôn á. Rất là thơm luôn đó cả nhà, chứ công nhãn thọ. Mình sẽ tưới sơ sơ thôi nhà, tại buổi sáng mình tưới sơ sơ vậy.
Rồi má, cái dừa cái gì kìa, sao tươi luôn. Ướt ướt đi. Em kia nữa. Rồi.